chào bạn nha. Sau thời gian mình làm YouTube thì cuối cùng mình cũng đã lãnh được tháng lương đầu tiên các bạn. Giờ mình đi mua cái gimbal, mình mua mấy ngày nay rồi, giờ ảnh giao tới rồi. Giờ mình sẽ cho các bạn xem cái gimbal mình mới mua. Đây, gimbal mình mới mua đây các bạn. Ảnh mới gửi nhà được, mình nhận được ngày nay nè. Cái này mình cho các bạn xem. Số tiền là 3.200.000. Đây, 3.297.000 các bạn. 97.500. Mình mới mua, mình mới nhận được luôn. Sau một thời gian thì mình cũng đã, cuối cùng mình cũng đã nhận được tháng lương đầu tiên của mình các bạn. Mình cũng cảm ơn các bạn, tất cả các bạn đã ủng hộ mình nha, đã ủng hộ mình suốt thời gian qua nha. Đây mình sẽ mở hộp cho các bạn xem nha các bạn. Mình mới mới nhận được luôn. Trước giờ mình chỉ có là mình quay được bằng cái phone 5S đó các bạn. Thì mình cũng muốn để dành tiền, lãnh được tiền YouTube, có tiền từ mình sẽ mua cái điện thoại lớn hơn các bạn. Giờ mình lãnh được tháng đầu tiên thì mình cũng mua trước cái gimbal trước các bạn, mua nhiều cũng không đủ. Cũng nhờ các bạn ủng hộ mình mới có được số tiền mình lãnh được đầu tiên của tháng này luôn các bạn. Cũng không phải là của tháng đâu, không phải một tháng mình lãnh được mười mấy triệu luôn các bạn. Mà tại mà lúc trước đó mình đợi xác minh á, thành ra nó tới dồn tới 2 tháng mấy mới lãnh được, mới được mười mấy triệu đó. Đây mình khui nha. Đây một em gimbal của mình, trong hộp nó có những gì đây bạn. Đây là nhân vật chính, cái cục mướp mướp này chống sốc, chống lắp gia đập các bạn. Còn đây cái thẻ bảo hành, mình gõ này qua bên. Còn nguyên siêu luôn các bạn, chưa bóc siêu các bạn. Bây giờ mình phá chinh nó thôi chứ còn đường nào nữa. Cũng không biết khui sao luôn. Đây, em nó đây. Hết rồi các bạn. Các bạn. Chỉ có chừng này thôi à. Đây có một cái sợi dây sạc,
Còn này có hút ẩm. Mới mua mình cũng chưa biết xài làm sao đó các bạn. Giờ mình sẽ test thử nó có chống rung nó cái nào nha. Chỉ có nhiêu đây thôi à. Không còn cái gì nữa. Đây. Có gì. Đây các bạn, trong hộp nó toàn bộ có nhiêu đây nha các bạn. Một cái gimbal này với một cái sợi dây sạc thôi nha các bạn. Chẳng còn cái gì nữa hết. Với một cái hướng dẫn sử dụng. Thì mình mới mua chứ mình cũng chưa biết xài sao nữa. Để hồi để mình test thử các bạn xem cái độ rung lắc của nó giảm cả nào nha các bạn, mình cũng không biết luôn. Để máy lên nó mới nói được bạn ơi. Ở đây là cái này núm dặn để mà chỉnh đặt cái điện thoại xuôi hay là dọc các bạn. Đây. Đặt sao mình đặt. Vì thế nằm các bạn. Vậy thì máy mình nằm ngang nha các bạn. Mình có thể quay lại. Đây, xong mình siết cái nấm này lại. Còn đây cái nữa. Rồi các bạn ơi, chỉ có nhiêu đó đó. Giờ mình sẽ quay thử cho các bạn xem nha. Các bạn hình ảnh rất là mượt các bạn, cho mình cầm cầm cái gimbal rồi các bạn, mình cố gắng gimbal rồi nha. Đây mình sẽ dùng cái con ngựa sắt của mình sẽ chạy một cái vòng ở đây ra ngoài hè, đường mới cũng vòng lắm các bạn. Thử cho các bạn xem. Mượt các bạn.
Đây giờ mình sẽ quay chạy vô cho bạn chơi mà mình không có xài gimbal nha. Bỏ gimbal ra nha các bạn. Bây giờ mình vẽ một cái vũ này vô nó bạn. Đây cái dao của mình đây có hổng mình cho ông anh mượn nha. Ông mượn đưa đúng cái tre đâu, ông mượn có cái dao bạn mà ông gì ông trả luôn là ông trả được cái dao với cái cưa luôn. Đây ngoài đây cái dao, còn trong đây cái cưa, à, thấy không? Đó. Mình cưa vẫn được nha. Đây. Đứt luôn. Cái dao này nó quá tốt rồi, chặt không được ba ơi. Nước bắn tung té. Đây, xong các bạn. Hết nói rồi. Thế giới mình ở đây kết thúc nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha.